Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay là phiên ngày mùng 1 tháng 6 của kênh Lan Rừng Tuyết Kha. Hôm nay thì em cũng có ít mặt hàng thôi. Tranh thủ được nghỉ nên là lên sóng để giao lưu cùng mọi người. Hôm nay thì em có một số dề kiếm khủng các bác nhé. Đấy, có một số dề kiếm khủng này. Ngoài ra thì còn có các cái loại hài mà nhà em vẫn thường hay bán. Và có hàng, có kiếm hàng kg này. Đấy. Nói chung là hôm nay cũng ít hàng thôi. Thì trong số những cái mặt hàng em bán hôm nay thì các bác có nhu cầu sưu tầm loại nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0914996482 cả nhà nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu những cái dề kiếm. Dề số 1. Dề số 1 là kiếm bạch ngọc đuôi công. Cái dề này nặng 1,8 cân và em bán giá là 500.000. Đây. Dề này rất là đẹp cả nhà. Đấy, tròn luôn. Tròn xoe luôn. Nếu mà để mà dựng lên trong chậu thì nó sẽ như thế này. Đấy. Rất là đẹp luôn. 500.000, dề số 1, kiếm bạch ngọc đuôi công. Tiếp theo số 2. Số 2 là một dề kiếm xích ngọc nặng 1,2 cân, có giá là 120.000. Dề xích ngọc. Đấy, cũng rất là đẹp luôn. 120.000, hình 2 là một dề xích ngọc. Tiếp theo hình số 3 cũng là một dề xích ngọc nặng 2,2 cân, có giá là 200.000. 2,2 cân nhưng mà do là cái phần rễ nó gần như là nguyên bản đây các bác ạ. Có cả cái cục gỗ này. Cục gỗ mủn, rễ nó bám vào. Thế là em chỉ tính 2 cân thôi. Thì là 200.000 cái rễ này. Đây là rễ số 3. Lá nó cũng rất là nhiều đây mọi người ạ. Đấy, nhiều thân lắm. Tiếp theo số 4. Số 4 là một dề kiếm bạch ngọc nặng 2,2 cân và có giá là 550.000 ạ. 2,2 cân. Mầm lên đây mọi người ạ. Dễ này, dễ nó bắn ra này. Đấy, thân rất là to. Cái giả hành rất to này. Dề này cũng rất là nhiều thân luôn. Đó, 2,2 cân, 550.000, hình số 4. Tiếp theo hình số 5 là một dề kiếm bạch ngọc đuôi công nặng 1,2 kg và có giá là 300.000. Cái dề này thì nó kèm với một cái dề nhỏ nhỏ ở phía bên ngoài này, mà nó dính nhau rồi nên là em không cắt ra nữa. Cái dề này cũng gần như là nguyên bản đây, bóc ra từ thân cây và có bị cắt đi cái phần bên này của bộ rễ mặt sau đây ạ. Đấy, nói chung hôm nay có mấy dề khủng nhưng mà rất là đẹp, dề nào cũng đẹp. Hình số 5, một dề bạch ngọc đuôi công, có giá là 300.000. Đó, đấy là các cái dề kiếm. Tiếp theo em sẽ giới thiệu sang các cái phần lan hài. Đầu tiên là hài kim. Hài kim 40.000 một lạng cả nhà nhé. Đó, hài kim 40 này. Đằng bên này là hài dâu xanh 15.000 một lạng. Dâu xanh 15.000 một lạng. Tiếp đến là hài đuôi công. Hài đuôi công thì 80.000 một lạng ạ. Đuôi công thì nó cũng có rề. Nhưng mà dề nó không được to lắm cả nhà. Đợt này không có dề to. Đó. Những dề nhỏ nhỏ thôi. Và cái lô này thì lá ngắn rất là nhiều. Đây, những cái dề lá ngắn như này rất là xinh luôn. 80.000 một lạng. Hài đuôi công. Tiếp theo hài hương. Hài hương 100.000 một lạng. Hài hương thì có những cái dề nó nhỏ thôi cả nhà nhé, không có dề to đâu. Đấy. Nó cũng thành dề, cũng có dề 2-3 thân và một số là cũng là cây lẻ.
nhưng mà toàn cây to, không có cây bé. Hôm nay không có cây bé. Đó. 100.000 một lạng hài hương. Tiếp theo là hài giáp. 15.000 một lạng. Hài giáp thì chỗ này hôm nay em chắc cũng chỉ còn khoảng 5 lạng đổ lại thôi. 15.000 một lạng. Hài Helen 60.000 một lạng. Helen công chúa áo vàng đấy. Tiếp đến là hài gấm 15.000 một lạng. Gấm 15 này. Mốc hồng. Mốc hồng 15.000 một lạng. Hài trần liên 80.000 một lạng. Hài trần liên thì đây, em vừa mới cân ra một lạng để chuẩn bị đóng cho khách. Thì một lạng nó sẽ được tầm này mọi người nhé. Được khá là nhiều luôn. Đấy. Tính cây thì nói chung là cây to cây bé cũng rất là khó đếm ạ. Đấy, với cả những cây lá dài như thế này thì nó sẽ nặng hơn. Cây lá ngắn thì nó sẽ nhẹ hơn nên là em cũng không biết, không biết là một lạng nó sẽ được tầm bao nhiêu cây đâu, em cũng không đếm. Đấy, nó sẽ được bằng này. Tiếp theo em còn sót một cây hài Vân Nam này, 30.000 cây này ạ. Hài Vân Nam 30k. Tiếp đến là hài Henry 15.000 một lạng. Hài gấm này em giới thiệu rồi, 15.000 một lạng. Hài đuôi công rồi. Đằng bên này là hài Coxy cũng 15.000 một lạng. Coxy thì cây nó nhỏ nhẹ nhé mọi người, lá bé nhỏ nhẹ nên là để mà sưu tầm thì các bác nếu mà nhà hẹp ý, trồng một chậu hai chậu thì cũng có thể lấy một lạng. Một lạng là đủ, đủ để cho các bác sưu tầm rồi. Nếu mà vườn rộng thì chúng ta sẽ mua nhiều hơn. Đấy là những cái loại hài hài rừng. Ngoài ra thì em còn một số loại hài ngoại như sau. Exxon này. Hài Exxon này sẽ là 300.000 một cốc. Một cốc sẽ có từ 5 đến 7 thân. Exxon 300. Tiếp theo thì em còn có hài mau đi đỏ 300.000 một cốc, cây lớn đấy. Philippine Lai 650.000. Em còn một cây thôi. Philippine Lai 650. Lady In Charm 450. Mau đi xanh 350. Thiên lý số 3 400.000 một khóm. Thiên lý số 3 400. Coca Green. Coca Green 300.000 một cây. Em có 3 cây. Đây có 3 cây Coca Green. Tiếp theo là mau đi đỏ. Mau đi đỏ, cây cây nhỏ, hàng giống đấy. 200.000 một cây. Rùa đỏ 400.000 một cây. Rùa đỏ 400. Hài hồng, hài hồng An Ba, hàng ba đấy. 450.000 một cây. 450 hồng An Ba. Một cây chó đốm. Em còn một cây chó đốm này, 150.000. Đấy là các cái tan hải ngoại này. Ngoài ra thì em còn có đằng này là địa lan bạc diệp 80.000 một ký. Đây là lan dâu hùm 80.000 một ký. Củ tắc kè đá 50.000 một ký. Cái này để các bác đun nước uống hoặc là ngâm rượu nhé. Tiếp theo, mạc xuân. Hôm nay thì các dòng địa lan này, em về các dòng kiềm lá mềm thì em về mỗi loại mỗi ít này. Mạc xuân 80.000 một ký. Bóc đô. Bóc đô nếu mà bác nào vào vườn thì mua cả lô này với em 1 cân 2. 1 cân 2 chỗ này thì là 100, em lấy 100.000 thôi. Đấy.
Còn nếu mà các bác lấy lẻ sẽ tính là 100.000 một ký nhá. Nhưng mà dư ra 2 lạng thì thật sự là mà thôi, bán cả lô này 100.000. Không xé lẻ nữa các bác nhá. Bóc đô 100.000 cái lô này. 1 cân 2 ạ. Nói dài nói dai lại thành ra là nói dại. Tiếp theo là bạch ngọc đuôi công. Bạch ngọc đuôi công thì 280.000 một ký. Cái này nó vẫn thành dề nhá cả nhà ấy. Đây, thành dề đấy. Thành những cái dề nó không được lớn lắm thôi. 280 này. Tiếp theo là kiếm đỏ 80.000 một ký. Kiếm đỏ 80. Cái mớ long nhãn này. Long nhãn này các bác nào hốt hết giúp em cả cái bó này là 150.000. 150.000 được bao nhiêu nhỉ, để em cân lại nào. Em vừa cân xong cái chỗ này là 2 ký mọi người ạ, 2 ký 150.000 nhá. Em thanh lý. Tiếp theo đùi gà thanh lý 150.000 một ký. Cái đùi gà này thì em cũng chưa kịp lọc, một số thân nó bị chết. Đây ví dụ như thân này này, em sẽ bỏ ra cái này nữa này. Còn những thân nào lên mầm này là nó sống nhé cả nhà. Đây này, đấy, những cái dề mà lên mầm thì nó sẽ sống, thì em sẽ chọn lọc những cái thân như thế thôi. Còn những thân vàng bị chết gốc thì em sẽ bỏ ra. Đấy, và em bán giá là 150.000 một ký. Các bác ơi, em còn hài vệ nữ nữa nhá. Hài vệ nữ thì em vẫn bán giá là 50.000 một ký. Đây, hàng vừa mới về, để em chưa kịp xếp ra sân. 50.000 một ký hài vệ nữ. Thì em xin được kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe. Và hy vọng là chúng ta sẽ tránh xa được những cái con virus. Đây là chia sẻ với các bác, đây là mặt hoa của phi điệp tím Cao Bằng của nhà em vừa mới nở. Hàng bờ rào thôi mọi người ạ. Nhưng mà nhìn vẫn rất là đáng yêu đúng không ạ? Đây nữa, đây cũng là một mặt bông. Cho mọi người cùng ngắm. Em xin phép kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn ở những cái video tiếp theo ạ.